Xin chào các bạn. Thưa các bạn, thông tin cập nhật mới nhất đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Như các bạn đã biết, Nguyễn Tường Lam sinh năm 2018, được băng nhóm tôn lên làm Phật tái thế tại Việt Nam với sự tuyên truyền nhiều thần thông bịa đặt huyễn hoặc như nhìn chán đoán được tuổi chết của người khác, trò chuyện được với thần tài và thổ địa trên tinh thần hữu nghị giữa hai nước, tuy nhiên nội dung lại chỉ xoay quanh chuyện mấy cái bánh bao và cho đến nay thì giới ngoại giao vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Còn dư luận quần chúng nhân dân thì rất quan ngại với sự gieo rắc tà kiến, xuyên tạc Phật Pháp của giáo phái Tường Lam khi tuyên truyền phát một ngàn ký gạo sẽ tăng được mấy chục năm tuổi thọ và việc này sẽ có giấy chứng nhận của Phật tái thế luôn. Chi tiết 1.000 kế gạo để nâng cao tuổi thọ này hoàn toàn không có trong kinh điển đạo Phật. Tuy nhiên, đối tượng này lại tự xưng danh hiệu mình là Phật Ngư Lam và quay trở lại thế gian với nhiệm vụ cứu độ chúng sinh. Con, con, con có biết tiền kiếp con, Ý à, nghĩ là kiếp trước con là ai không? Con là một vị Phật tên là Ngư Lam. Con là một ni cô. Kiếp trước con là một ni cô. Với lại một, một vị Phật tên là Ngư Lam phải lo cái nhiệm vụ của con là con 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 cứu đỡ chúng sanh Việc tự tôn và thậm xưng là Phật này của đối tượng Nguyễn Tường Lam cùng ekip đã diễn ra từ tháng 12 năm 2023 và cho đến nay mục đích của băng nhóm này đạt được ghi nhận qua các nguồn tin chưa kiểm chứng, còn gọi là đồn đoán thì từ vị trí ở nhà thuê rất nhếch nhác, đội Tường Lam đã nhanh chóng bứt phá mua được nhà ở quận 2, bên cạnh đó là lối sống xa hoa nhà hàng xe sang và một bước lên máy bay du lịch khắp trong Nam ngoài Bắc. Một con bé chưa đi học mà tuyên bố công khai có tiền chu cấp cho ông ngoại, bà ngoại Thì cái này ai ai cũng thấy bằng chứng đầy rẫy và sẵn có luôn trong tiktok, youtube của giáo phái này Ngoài việc rong ruổi đi chơi du lịch, tham quan các danh lam thắng cảnh và cứu độ cho các gia đình có điều kiện thì chưa hề thấy có bằng chứng nào về việc Phật tái thế tự xưng này có mặt tại bất cứ bệnh viện nào để cứu độ các bệnh nhân hoặc có mặt tại các vùng sâu vùng xa của Việt Nam để cứu độ đồng bào khó khăn trong gần 4 tháng tự xưng là Phật. Sau khi bị cộng đồng dư luận lên án việc tự xưng là Phật nhưng Tường Lam chỉ độ sang không độ hèn thì giáo phái này có động thái tẩy trắng bằng cách phát khoảng trên dưới 100 phần quà gồm mì, gia vị và một ít tiền mặt cho một số ít bà con được lựa chọn. Tuy nhiên cũng kiểu là bà con ở quanh quê quanh làng gần nhà để có cái mà quay video đăng lên cho đỡ mang tiếng là Phật chỉ biết vơ vét mà không cứu giúp ai hết. Ngoài ra, phật tái thế tự xưng tường lam cùng đồ đệ trong giáo phái vẫn chưa hề đến một bệnh viện hay vùng sâu vùng xa nơi có rất nhiều chúng sinh đang khó khăn hoạn nạn để cứu độ đồng thời cũng hoàn toàn im lặng và quay lưng ngoảnh mặt với một trường hợp khẩn cấp Cần cứu giúp vì đang từng giây từng phút chiến đấu với tử thần và rất cần được Tường Lam nhìn chán, đoán thọ mạng để nhân dân quan tâm còn phát gạo nhằm nâng cao tuổi thọ cho nam sinh lớp 8 tên đạt theo giáo lý của giáo phái Tường Lam này. Và thưa các bạn, dù tự xưng là Phật quay trở lại tái sinh ở Việt Nam, được đám u mê tôn sùng gọi là cô bé Phật nhưng gần 4 tháng nay Nguyễn Tường Lam mới chỉ được tôn vinh trên sân khấu duy nhất chùa Hoàng Pháp. Chứ làm gì mà có ngai cao để được ngồi tít trên cao như cậu bé Phật ở Nepal này đúng không? Xin mời các bạn nhìn đây ạ à. Đây là một người được coi là Phật tái thế tại Nepal từng xuất hiện trên khắp các mặt báo năm 2005 và được báo chí đặt cho cái tên là bom John khi người ta phát hiện cậu bé Phật này ngồi thiền dưới gốc cây gần 10 tháng liền mà không ăn uống hàng chục nghìn người mộ đạo từ khắp nơi khi ấy đã đổ về để được tận mắt chứng kiến Phật tái thế 15 tuổi này theo báo chí quốc tế, tháng 12 năm 2005, một đội nghiên cứu gồm 9 thành viên của chính phủ Nepal đã quan sát bom John và nhận thấy rằng cậu không ăn uống trong suốt 48 giờ liên tục. Tới năm 2007, một đội quay phim tài liệu của đài truyền hình Discovery Channel đã ghi hình không ngừng nghỉ trong vài ngày và cho biết là bom John không hề ăn uống trong suốt 96 giờ. Thông thường nếu như vậy, một người bình thường sẽ lộ rõ dấu hiệu kiệt sức. Tuy nhiên, nhóm làm phim cho hay không thấy những dấu hiệu ấy ở Bom John. Họ cũng không phát hiện được bất kỳ ai truyền thức ăn, nước uống cho cậu. Và thế là, nhiều người tin Bom John là hiện thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tuy nhiên, ngay tại Nepal và nhiều nơi trên thế giới thời điểm đó cũng có không ít nghi ngờ cho rằng đây có thể là một âm mưu lừa đảo. Đặc biệt, kể từ khi một phóng viên người Pháp ghi hình được Phật tái thế này đang ăn lén hoa quả trong thời gian được cho là đang nhịn ăn, một phóng viên khác thì phát hiện cậu ngủ gật khi đang ngồi thiền thì danh tiếng của Bob John bắt đầu bị sứt mẻ kể từ đó. Dạ thưa các bạn, cái đoạn đầu này thì đã có nét thấy Phật tái thế Nepal có nhiều chi tiết giống Phật tái thế Việt Nam rồi đấy phải không ạ? phật tái thế việt nam dẫu có thua phật tái thế nepal là không được các đoàn của chính phủ nghiên cứu cũng không có hãng phim, phim truyền hình nước ngoài nào đến làm phim hết nhưng thôi cũng được anh phú độc lạ trần gian đăng cho mấy cái video hút chục triệu views thế là cũng tạm được rồi và phật tái thế nepal thì luôn thể hiện là có thể nhịn ăn nhưng lại bị nghi vẫn lén ăn trái cây hoa quả trong lúc tuyên bố nhịn Còn Phật tái thế Việt Nam tuyên bố chỉ ăn cơm với chuối và uống sữa bò thì ói Nhưng mà hỡi ôi thực tế lịch sử TikTok và cả tới tận bây giờ thì Phật chén đủ thứ trên đời Nào là cháo, thịt băm, lầu, thập cầm, sô-cô-la, bánh ngọt, trà sữa các kiểu Và câu chuyện Phật tái thế Nepal còn rất hay thế này đây các bạn cái này thì Phật tái thế Nepal hơn Phật tái thế Việt Nam nhiều bậc. Khi mà đã được đạt cái danh hiệu cậu bé Phật rồi, danh tiếng bom John được nâng cao rồi, thì hàng nghìn người khắp đất nước và nước láng giềng Ấn Độ đã đến để gặp Phật tái thế Nepal khi cậu ta ở trong rừng. Thì liền sau đó, bom giòn đã bắt đầu lập trang web cũng giống như Tường Lam Cuman Thông lập kênh Youtube vậy Nhưng ekip Tường Lam trình liều tiều Nên lập kênh chỉ biết quay mỗi cảnh lễ lệ Chùa này, chùa nọ, lọ mọ, bỏ tiền vào hòm công đức vân vân Hết Nhưng Phật Tái Thế Nepal thì bắt đầu thuyết giảng ngay Và đã thu hút khoảng 3.000 khán giả Trong bài giảng đầu tiên của cậu này có tư liệu còn ghi rằng Bom John đã thuyết giảng cả về chủ đề hòa bình và chấm dứt phân biệt chủng tộc. Mà cái này thì không cần mẹ nhắc nhá. Có lúc toàn bộ khu rừng nơi Bom John xuất hiện thì đã biến thành một lễ hội lớn với hơn 10.000 người tham dự. Sau đó, Phật tái thế Nepal này còn cùng những người ủng hộ thiết lập một mạng lưới các đạo tràng khắp Nepal dành riêng cho giáo lý của cậu ta và thế rồi thưa các bạn dùm beng suốt mười mấy năm các hình ảnh mà các bạn đang xem đây về phật tái thế nepal thì chắc là mẹ con nhà tưởng lam đang nuốt nước bọt thèm ừng ực tưởng lam đã làm gì mà có được võng lọng được trải thảm đỏ cho đi được ngồi trên ngai cao tít và được người ta cúng bái cả cái ảnh chân dung thế này nhưng cuối cùng thì chuyện gì phải đến, đã đến. Mặc dù được tôn sùng, bảo vệ đến cùng và hóa ra ở đâu cũng có một bọn u mê mãnh liệt, thì sau hơn chục năm được tôn làm Phật, bom giòn liên tục bị cáo buộc, có nhiều hành vi sai trái. Đạo tràng của ông ta đã bị đột kích vào năm 2019 khi bị điều tra vụ mất tích của một tín đồ đã theo ông ta và thêm ba tín đồ khác vào nhiều thời điểm khác nhau. Chưa hết, điều kinh khủng nhất là vào tháng 9 năm 2018, tức là khoảng 13 năm sau khi xưng là Phật tái thế thì Bom John đã bị buộc tội cưỡng hiếp một nữ tu 18 tuổi liên tục trong suốt gần 2 năm. Tuy nhiên, những người ủng hộ bom John thì cho rằng nữ tu này trên thực tế có liên quan đến trộm cắp và đã bị đuổi ra khỏi tu viện, phủ nhận các cáo buộc hấp diêm trong một cuộc họp báo và gọi những cái điều này là hoàn toàn bịa đặt. Xong, điều này đã không ngăn được cảnh sát mở cuộc điều tra dựa trên những cáo buộc công khai của chính nữ tu kia rằng Phật tái thế đã hấp diêm cô tại một trong những đạo tràng của anh ta khi cô còn là trẻ vị thành niên lệnh bắt giữ đối với bom John đã được ban hành từ năm 2020 trong trường hợp lạm dụng tình dục một bé gái vị thành niên, người được cho là đang sống như một nữ tu tại đạo tràng của anh ta ở quận Bara, phía nam thủ đô Kamantu. Phật tái thế giòm này ngay sau đó đã bỏ trốn, nhưng một nhóm của Cục điều tra trung ương thuộc cảnh sát Nepal đã bắt giữ được bom Bomjon vào ngày 9 tháng 1 năm 2024 vừa qua tại nơi ẩn náu của hắn tại Budhanikantha. À, khi cảnh sát ập vào thì Phật dởm đã cố gắng trốn thoát bằng cách nhảy khỏi nóc nhà của mình đang ở. Tuy nhiên cảnh sát vẫn tóm được và còn thu giữ rất nhiều tiền Nepal và ngoại tệ của hơn 17 quốc gia khác nhau, tương đương 200.000 đô la, xe hơi, hai máy tính sách tay, 14 điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử cũng bị tịch thu trong quá trình khám xét. Khi bị bắt vào tháng 1 năm 2024 vừa qua thì Bom John 34 tuổi và đã có gần 20 năm trong vai Phật tái thế khá là hoàn hảo và được một đám đông vô cùng trọng vọng. Nhưng mà lưới trời lồng lộng cuối cùng Phật tái thế đã bị lật mặt sau gần 20 năm. Còn Phật dởm ở Việt Nam thì đâu có cần đến gần 20 năm mà đã bị chúng ta vạch trần bộ mặt luôn sau chưa đến 5 ngày tự xưng là Phật. Tuy nhiên đến nay và chắc tiếp tục vẫn còn một số đông chấp mê bất ngộ và chắc là phải đến khi Phật Lam bị bắt giam trong quãng đời phía trước với cái thói bé tí đã nói dối không chớp mắt Thì rồi tương lai cũng buôn thần bạn thánh Kiểu như cô đồng đúng nhận sai cãi rồi sổ khám thì cũng dễ lắm Chắc lúc ấy thì cả đám mới bừng tỉnh nhở Vài review về Phật tái thế Nepal vừa bị bắt giam để các bạn có cái nhìn tổng quát và so sánh với Phật tái thế Việt Nam Và vài lời với Tường Lam này Muốn lừa được đông hơn Và được tôn sùng hơn nữa Thì phải biết thuyết giảng nữa nhé Mỗi bài nói phải dài vài giờ đồng hồ Về nhiều vấn đề Không cần mẹ nhắc bài Và phải trả lời được tất cả các câu hỏi của đại chúng Thế mới tròn vai Phật nhé Và có thế thì Phật tái thế Việt Nam Mới sánh vai các cường quốc Nam Châu được đúng không Đằng nào cũng một công là Phật rồi Cố lên xuyên mặt mâm Lam Kumathong